Megan sắp phát hành cuốn hồi ký riêng. Nữ công tước xứ sắc xét được cho là đang lên kế hoạch viết cuốn hồi ký kể tuốt của chính cô về thời gian sống trong hoàng gia. Vài ngày tới, cuốn sách về cuộc sống của hoàng tử Harry hứa hẹn hoàn toàn trung thực không hề che giấu sẽ ra mắt. gần được cho là đang nối bước chồng xuất bản hồi ký của cô. Theo một nguồn tin, nữ công tước xứ sắc xét đang cân nhắc việc kể thẳng thắn về quãng thời gian sống dưới ánh đèn sân khấu hoàng gia. Cựu diễn viên Mỹ cũng được cho là chắc chắn, có ý định viết cuốn hồi ký này và sẽ không bỏ sót bất cứ điều gì. Đây được coi như một cuộc tấn công mới của nhà xác xét nhắm vào Hoàng gia. Nguồn tin tiết lộ với truyền thông Anh, thật sự mà nói tôi sẽ thấy ngạc nhiên nếu Meghan không công bố câu chuyện của chính cô ấy. Hoàng tử Harry đã có cơ hội kể câu chuyện của anh ấy và câu chuyện của cô ấy cũng sẽ hấp dẫn không kém. Ý tôi là bao nhiêu nữ diễn viên được kết hôn với một hoàng tử. Năm 2021, Harry và Meghan ký hợp đồng viết bốn cuốn sách cho nhà xuất bản Penguin Random House với giá trị lên tới hàng chục triệu đô. Sau đó, Meghan phát hành cuốn sách dành cho trẻ em The Pens. Cuốn hồi ký Spare của Harry là cuốn sách thứ hai trong bản hợp đồng. Cuốn thứ ba được đồn đại là sách về chăm sóc sức khỏe. Hiện chưa rõ cuốn sách còn lại có nội dung và tên gọi như thế nào, cũng như thời điểm lên kể không chỉ làm hoàng gia điều đứng và lo lắng về những điều trong sách, Harry và Meghan gần đây còn công chiếu loạt phim tài liệu trên Netflix với những lời tấn công trực diện vào các thành viên trong gia đình. Trong đó, Meghan cho biết hoàng gia có cả cuộc chiến chống lại cô, còn Harry nói rằng cung điện hoặc truyền thông Anh sẵn sàng nói dối để làm... sẵn sàng nói dối để bảo vệ anh trai anh hoàng tử William. Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích của cặp vợ chồng sống ở Montecito, vua sắc để tham và thân vương xứ wales vẫn không có bất kỳ phản hồi nào hoàng gia anh được cho là đang đoàn kết với nhau để bảo vệ chế độ quân chủ cũng như những di sản cố nữ hoàng elizabeth để để lại